Cập nhật lịch đi học trở lại mới nhất của học sinh 63 tỉnh thành. Tính đến ngày 14 tháng 8, đã có 36 địa phương đưa ra phương án về thời gian tựu trường, khai giảng của học sinh trên địa bàn. Đến nay, đã có rất nhiều tỉnh thành công bố thời gian tựu trường, khai giảng của học sinh trên địa bàn. Trong đó Sơn La là tỉnh cho học sinh tựu trường sớm nhất, từ ngày 16 tháng 8, còn Long An lại lùi ngày bắt đầu năm học muộn nhất, đến ngày 17 tháng 9. Đối với thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục Đào tạo đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt về khung thời gian năm học 2021-2022. Trong đó, dự kiến lịch tựu trường của Hà Nội sẽ cơ bản theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước đó, ngày 1 tháng 9 để đảm bảo tiến độ chương trình. Anh Toàn cũng chia sẻ thêm là tại thành phố biển này, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư liên tục phát hiện các ca dương tính. Địa phương đã lập hàng rào, răng dây, phong tỏa tại nhiều khu vực, trong đó có nhiều hàng rào được dựng bằng các khối bê tông. Từ các khu cách ly với các hàng rào phong tỏa dựng bằng những khối bê tông khổng lồ, phải nhờ xe cầu trợ giúp xếp ngay ngắn, thẳng hàng, chắn ngang mặt đường, không chừa khe hở nào để ngăn các phương tiện vượt qua. Đến các khu vực cách ly dựng hàng rào bằng nhiều khối bê tông cũng khổng lồ không kém. Có con đường chỉ dựng 3 khối bê tông đã choán hết mặt đường. Thậm chí có nơi dùng nguyên một chiếc xe khách to lớn nằm chắn ngang. Tương tự rất nhiều hàng rào phong tỏa trên đường phố Nha Trang cũng mang đủ mọi hình thái, đủ kiểu lạ mắt. Được biết từ ngày 23 tháng 6 đến nay, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận hơn 3.600 ca nhiễm COVID-19, có 8 trên 9 huyện thị thành phố ghi nhận số ca mắc. Trong đó, thành phố Nha Trang nhiều, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm thuộc toàn tỉnh. Chuyển sang một thông tin khác, ngày 12 tháng 8, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho hay, cùng ngày, trung tâm đã trao giấy chứng nhận ra viện cho cụ bà HTM, 96 tuổi, đã được chữa khỏi bệnh và được xuất viện về nhà tiếp tục theo dõi y tế. Câu chuyện cụ bà M cao tuổi của tỉnh đã đánh bại COVID-19 là niềm vui không chỉ của con cháu cụ, mà còn là sự động viên, khích lệ, cũng như là ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của đội ngũ y bác sĩ, khu cách ly y tế và điều trị bệnh nhân COVID-19, trung tâm y tế huyện. Đây là trường hợp F0 cao tuổi nhất được ghi nhận từ khi phát hiện ca mắc bệnh đầu tiên ngày 30 tháng 6 của tỉnh Bình Phước được điều trị khỏi bệnh. Theo hồ sơ, cụ bà ngụ tổ 2, ấp Sở Xiêm, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, bệnh nhân số 142.535 được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 25 tháng 7. Qua 19 ngày điều trị tại khu cách ly y tế và điều trị bệnh nhân COVID-19, Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản, kết quả xét nghiệm của cụ âm tính với SARS-CoV-2 liên tiếp 2 lần và đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế. Sau khi nhận giấy ra viện, cụ sẽ tiếp tục tự cách ly theo dõi y tế tại nhà trong 14 ngày và được trạm y tế xã theo dõi thân nhiệt. Trước đó gia đình cụ có đến 8 người nhiễm COVID-19, nhưng đến nay chỉ có cụ được xuất viện, số người còn lại vẫn đang được điều trị tại bệnh viện. Một số người thân trong gia đình cụ cho hay, cụ nhiễm COVID-19 do lây nhiễm từ người thân trở về từ thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi mắc bệnh, cụ khỏe mạnh bình thường do cụ đã có cuộc sống lành mạnh, chế độ ăn uống dinh dưỡng, thể thao hợp lý. Từ trước đến nay, hầu như cụ chỉ mắc những căn bệnh thông thường của tuổi già do lão hóa và dường như không phải lui tới bệnh viện điều trị. Khi nhiễm COVID-19, trong người cụ không xuất hiện những triệu chứng gì gây khó khăn cho sức khỏe. Thưa quý vị, từ ngày giãn cách xã hội, những người lao động nghèo mất việc trở nên bế tắc hơn bao giờ hết. Không biết dịch sẽ kéo dài đến khi nào, việc duy trì bữa cơm gia đình cũng trở nên khó khăn. Thấu hiểu được nỗi khổ của người dân tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, đã mọc lên một cây ATM gạo, san sẻ với người dân địa phương gánh nặng cơm áo gạo tiền. Ngay từ ngày có lệnh giãn cách, khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình đã nhanh chóng vận động bà con địa phương tu sửa, ủng hộ để máy ATM gạo đặt tại nhà văn hóa khu vực đưa vào hoạt động đúng ngày thành phố bắt đầu giãn cách. Từ 8 giờ cho đến 10 giờ sáng hàng ngày, máy ATM gạo phát 120 phần. Mỗi người dân cách một ngày sẽ được nhận một phần gạo là 2 kg. Quá trình cho gạo luôn đảm bảo phòng chống dịch, giữ an toàn tuyệt đối cho người dân. Trong cái thời gian giãn cách xã hội thì không ai là làm gì ra tiền. Thì đặc biệt là những người bán số, những người lao động phổ thông thì họ sẽ không làm gì ra tiền. Thì mình sẽ hỗ trợ kịp thời gạo
rồi có nhiều là mạnh thường quân người ta hỗ trợ đổ bắp hoặc là củ sen, nước mắm, nước cơm. Thì mình sẽ hỗ trợ cho bà con kịp thời trong cái thời gian này. Thời gian gấp rút, không kịp làm máy mới, máy không được sửa vội nên hoạt động bằng sức người. Mỗi người cầm trên tay phiếu gạo và một chiếc túi đợi sẵn phần gạo của mình. Như hoàn cảnh của ông Lâm Văn Thảo, tuổi đã cao, nhưng do cuộc sống khó khăn, ông phải đi bốc vác kiếm sống. Giờ mất việc, cuộc sống của ông và vợ lao đao hơn bao giờ hết. Khi nhận được những phần gạo nghĩa tình trên gương mặt nhọc nhằn của ông đã không giấu khỏi nỗi vui mừng. Mùa dịch bắt đầu hơi căng quá rồi, ví dụ 16 này cái mùa bắt đầu nước nó ngưng, nhưng lại là có nhà còn bộ không có đi làm được, ở nhà không à. Thì có gạo ăn thì cũng mừng, nhưng mà lúc mà đỡ cái vấn đề mua có tiền đỡ mua gạo, có để tiền mua đồ ăn kia xe chở mua chút đỉnh gì đó, cá rau thịt gì đó, có gạo cũng đỡ ăn được 2-3 bữa rồi hết lại lạnh nữa. Giúp ích trong cái mùa dịch này chị mặn không được, có hai chồng chị không có mặn được, chị cảm ơn rất là mừng, cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ cho gia đình chị. Dự kiến ATM sẽ được hoạt động đến ngày thành phố ngừng giãn cách, đảm bảo bữa cơm cho bà con trong mùa dịch bệnh. Trong từng hạt gạo là sự ấm áp tình làng nghĩa xóm, lá lành đùm lá rách, sẽ không ai bị bỏ lại trong mùa dịch bệnh này. Từ 8 giờ ngày 16 tháng 8, tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phải tạm dừng trong vòng một tuần. Người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà. Thông báo được tiểu ban, truyền thông, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng phát đi sáng ngày 14 tháng 8, trước thời điểm thực hiện 2 ngày, để người dân chủ động sắp xếp công việc, đi chợ, mua nhu yếu phẩm cần thiết. Quyết định đóng cửa 7 ngày được thành phố ban hành khi tình hình dịch bệnh những ngày qua chưa được kiểm soát, kể cả về số ca nhiễm mới và số ca lây nhiễm được phát hiện trong cộng đồng. Riêng trong ngày 13 tháng 8, thành phố ghi nhận 58 ca mắc COVID-19, trong đó 16 ca trong cộng đồng. Đáng chú ý, chuỗi lây nhiễm mới nguy cơ rất cao liên quan đến chợ đầu mối Hòa Cường có 20 ca dương tính, 13 ca là tiểu thương. Lãnh đạo Đà Nẵng yêu cầu từ 8 giờ ngày 16 đến 8 giờ ngày 23 tháng 8, người dân thực hiện nguyên tắc ai ở đâu ở đó và thực hiện tuyệt đối cách ly nhà với nhà. Các cơ quan, công sở, đơn vị phải giảm tối đa lượng người làm việc tại trụ sở, chỉ cử người ở lại làm những công việc thật sự cần thiết, chứ các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch. Các doanh nghiệp sản xuất tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao được phép hoạt động và chỉ được tối đa 30% số người lao động tại đơn vị. Tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải đảm bảo tổ chức 3 tại chỗ. Thời gian 7 ngày áp dụng biện pháp trên, Sở Y tế Đà Nẵng sẽ thực hiện kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm với mục tiêu có độ bao phủ toàn thành phố để tìm và nhanh chóng đưa các bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra khỏi cộng đồng.